Xin chào các bác đến với kênh Xe Đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay em giới thiệu các mẫu xe đạp full carbon Lotion, một dòng xe đạp mà em về rất là nhiều cái hãng xe này, một hãng xe đến từ châu Âu. Và xe thì được sử dụng một bộ group, một set group của Shimano Ultega, gần như là cao cấp nhất của dòng xe đạp đua rồi. Và cái giá đang bán chỉ có là 28.800.000, mức giá ngon bổ rẻ cho các bác sở hữu một chiếc xe đạp full carbon toàn phần và cấu hình full Shimano Ultega. Rất là đẹp. Lotion model Halo. Khung full carbon, dây thì được chạy hết âm sườn này. Thiết kế khung hộp rất là đẹp. Vuông vức. Trên video thì trông nó hơi nhạt, nhưng mà ngoài đời thì màu của nó đậm hơn. Nhìn từng cái chi tiết ở đây, chi tiết pha nó rất là đẹp. Cọc yên nó cũng carbon này. Bộ vành carbon cao bản khoảng 5 phân, tầm thì tầm dẹp, tầm đũa dẹp. Em rất thích cái tiếng nổ của chiếc xe này các bác nhé. Các bác nghe tiếng nổ, nghe rất là êm. Máy ơ cũng nguyên zin luôn, nguyên zin trong xe luôn. Tiếng nổ rất là hay, rất là êm. Xe thì em vừa về, vừa bóc thùng, còn chưa kịp bơm lốp. Thấy ngon quá, đăng luôn cho các bác xem. Lốp còn chưa bơm. Lốp này được sử dụng là bộ lốp dán các bác nhé, lốp không xăm dán. Một cặp lốp này rất là đắt tiền này. Cặp lốp không xăm rất đắt tiền. Chạy full một bộ group, một set group Shimano Ultega. Từ bộ chuyển động này, đề đóm lên xuống này. Rồi đùi đạp, trục rỗng, rồi bộ lip. Bộ lip, rồi cặp phanh. Phanh trước, phanh sau, rồi đôi tay lắc, full hết một bộ của Shimano Ultega với 11 tầng lip và 2 tầng đĩa cho 22 tốc độ khác nhau. Phút tăng cũng là carbon luôn các bác nhé. Giờ sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh, thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Thì giá bán của chiếc xe em sẽ để ở ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ xôn như này, tức là xe đã bán. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe bọn em đưa lên, thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video. Sau đó từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 48 cm, từ khóa yên, khóa cọc yên tới tâm cổ phút cũng là 48 cm. Thì xe của các bác đi từ khoảng 1m64-65 đến 74-75 thì phù hợp. Chuyển động các thứ rất mượt. Mượt mà ngon này. Bản đồ cao cấp của dòng Shimano rồi, Ultega. Đó là dòng cao cấp nhất rồi, còn sau mỗi thằng đua dây nữa. Và cái giá bán của chiếc xe bên em đang bán thì có là 28.800.000, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết 100% tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác cần đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông để nhận được thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bạn đã bên lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video. Hẹn gặp lại các bác những video lần sau.